Rồi em chào anh em nha. Nay em mới về được hai kiện hàng tồn kho quay 110 và viêm thái. Thì mình sẽ cập nhật cho anh em ở hai clip nha, tại vì mình sẽ chia ra cho nó rõ ràng để anh em dễ lựa chọn. Thì video này mình chuyên mình làm là chuyên phụ tùng quay 110 hàng tồn kho cho anh em mình ha. Nếu mà anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ em. Em đang cố gắng gom bật cái ốc ác đồ về ha anh em ha. Đặng sắp dịp Tết này rồi, anh em dọn xe cũng nhiều, cho nên là anh em cần ốc tán gì đó thì cứ hú mình. Mình gom đợt này nó cũng nhiều quá. Rồi sắp tới thì có cái gì mới hơn thì mình alo cho anh em. Và lô này thì một số món nó giá nó sẽ tốt, tại vì mình cũng lấy số lượng, như là cao su cần số tồn, cao su cần số quay 110 thái riêng thái. Nhưng mà mình ở video này thì mình bán hàng 110 thì mình nói 110 thôi. Thì một bịch nó như vậy nè, nó chuẩn hàng tồn. Thì một tí xíu nữa mình phân tích cho anh em nghe. Đây là hàng tồn full túi cánh chim đó, hàng Honda hồi xưa ha. Thì một túi như vậy đó là Honda người ta vô là 5 cục cao su cần số tồn đó. Thì nếu như mà anh em mua lẻ thì một cục á là mình bán 80.000 cục ha. Còn mua một lần mà một túi như vậy á, một túi như vậy 5 cục á, thì mình bán cho anh em giá là 350.000, thì anh em tiết kiệm được 50.000 ha. Còn anh em mà lấy số lượng nhiều á, anh em lấy số lượng nhiều á thì mình sẽ có giá sỉ cho anh em. Tại vì nói chung mình ở đây mình mua bán thì mình phải lấy nhiều như thế này, tốn rất là nhiều tiền, và mình gom thì mình gom từ từ. Anh em mình gom thì mình gom từ từ. Cho nên là giá cả mình sẽ cố gắng mình cân đối cho anh em thợ. Đây, cao su cần số tồn anh em nhìn kỹ đi. Nói chung nó rất là giống theo xe luôn nha anh em. Nó rất là giống theo xe luôn. Nó giống theo xe là giống như đến 99% rồi. Cao su cần số tồn. Đó. Còn ở trên thị trường nó còn một gì để lại đi. Nó còn một dòng cao su cần số nữa nha anh em, nhưng mà nó không có giống. Ok anh em đợi mình xíu. Rồi mình xin lỗi anh em nha, có khách gọi mình xin phép được tiếp theo. Thì mình xin nhắc lại, một túi cao su cần số quay thái 110 tồn full túi cánh chim là bao gồm 5 cục. Nếu anh em nào lấy 5 cục thì mình đang bán giá bán lẻ là 350.000. Còn anh em mua một cục lẻ, ở đây nè mình có xé một cái túi ra nè, ở đây mình có xé một cái túi ra nè, thấy không? Mình có lấy cho anh em coi một cục đây nè. Đó, anh em cứ đem so với cục cao su quay 110 99 với riêng thái là giống y chang. Nói chung nó rất là đã anh em ơi. Tiền nào của nấy. Thì 80.000 một cục. Một cục mình cũng bán nữa. Tại vì đợt này mình về á, là mình về tới 400 cục. Cái lô này một về mình về tới 400 cục. Thì ông anh nó đi gom kho dùm cho mình á. Thì nó còn được 4 bịch, một bịch như vậy nó tới một 10 túi lần, một bịch như vậy là nó 10 cái túi nhỏ là nó tới 100 cục lần anh em. Ê, một bịch như tới 20 túi nhỏ lần nó tới 100 cục lần, mình gom 4 bịch là 400 cục. Mấy cái này á mình bỏ tiền chục ra mình lấy nha anh em, mình bỏ tiền chục ra mình lấy. Mình gom lại bằng những con số lẻ đó. Anh em nào mà thầy thợ hoặc là kinh doanh mua bán mà muốn mua một lần một bịch lớn như vậy 100 cục á thì cũng hú mình sẽ có cái giá tốt cho anh em. Đó. Đó, còn anh em sỉ mà lấy số lượng một túi hai túi thì cứ báo, mình sẽ bán cho anh em cái giá nhỉnh hơn một xíu để anh em về kiếm cà phê nha. Rồi ok anh em, tiếp theo co xăng quay thái 110 tồn kho đáp 201. Thì đợt này mình về được tổng cộng là được 10 cái hay gì đó, mình chưa có đếm kỹ nữa, hàng về sáng gì lu bu cũng chết luôn. 9 4 4 dưới đây 4 nữa là 8, được có 9 cái à. Co xăng quay thái 110 tồn kho đắp 201, hàng hiếm nha anh em, rất là đẹp luôn á. Cái co xăng này giá là 500.000 một cái nha. Anh em nào dọn căn dọn mới đâu đó thì cần một cái chất nhôm mà nó bóng như vậy nè, nó bóng mà nó sáng như vậy nè, thì liên hệ cho mình. Rất đẹp nha anh em, đắp 201 nha. Đây đắp 201 1N5, mực màu còn đầy đủ ở trong, có mực luôn nè. Một cái là 500.000 nha anh em. Thấy nhỏ nhỏ anh em, không có ít tiền đâu. Tiếp thì cái nhông
Nhông này giờ bỏ mã rồi nè, tồn kho đắt 2000. Nhông quay 110K W7 nè, tồn. Hiếm nha, Sunta. Mắc nha anh em, mắc lắm nha. Cái này là 800 nè. Cái này một cái như vậy là 800.000. Đó. Nè, cho anh em coi cái mẫu nè. KW7 Sunta mắc lắm nha anh em. Hồi xưa nó lúc mà nó còn sản xuất á, thì một bộ của nó rẻ lắm anh em ơi, bây giờ nó mắc lắm nha. Hàng này là hàng tồn, giá nó khác hơn hàng tem vàng là nội địa Thái. 800.000. Tiếp theo. Mình đụng đâu mình xào nấy ha anh em. Con ốc này là con ốc bắt cái tay kéo e của quay Thái 110 mình nè, tồn full túi đời 99 luôn. Đời 99 luôn nè, ốc bắt tay kéo e. Xanh lồng súng nha anh em. Xanh lồng súng nha. Ừ. Con này quên bà nó giá rồi, nó nhiều quá nhớ không nổi. Tại mình thấy đồ chắc là mình gom quên, anh em nào cần báo mình đi, mình quên giá thì mình coi giá lại sao. Lò xo nồi quay Thái 110 tồn kho. Thì đợt này mình về tổng cộng là được 10 bộ lò xo nồi nha. Lò xo nồi chứ anh em phân biệt cho rõ nha, lò xo nồi là lò xo của là nồi sao quay 110 Thái tồn kho bát 201 full túi cánh chim. Lò xo nồi một bộ như vậy là 500.000 anh em, 4 cái là 500 đó. Anh em muốn xài chất thép hồi xưa cho nó chuẩn hàng thì anh em liên hệ mình đó, còn không thì anh em cứ xài hàng hãng không đâu Việt Nam hay gì đó tùy theo anh em thôi. Mình bán thì đúng đồ mình bán cho anh em thôi, full túi đàng hoàng tồn nè. Anh em hỏi sao đồ tồn mà cái bịch gì nó mới chát nè, mới không, người ta nằm trong một cái túi to đùng rồi mấy ông, nó cũ xì bên ngoài nè, hỏi sao mà không mới nè, thấy chưa đó. Một cái như vậy, bốn cái như vậy là 500.000 ha. Đó, 4 cái là 500.000. Một bộ là 4 cái lò xo nồi. Rồi, tiếp theo. Về được đợt này về được 2 bộ đồ nghề quay 110 Thái đời 99 tồn mà, nhưng mà nó đáp tồn đắt 201. Nhưng mà cái này là đời 99 nha. Đó, cái nút mà đúng màu màu xanh dương này là đời 99, còn màu xanh lá là đời 2000. Đó. Tồn kho full túi luôn, mấy cái này cho anh em sưu tầm chơi, treo ở nhà nó cũng đẹp nữa. Rồi cái bộ này thì nó cũng quên giá luôn rồi, hình như là một mình bán cái này quên rồi, bán anh em 1 triệu một bộ đi. Rồi tiếp theo nữa nè, cặp kiến quay 110 Thái tồn kho đời 99. Nhìn con ốc chân kiến không đủ uy tín hả anh em. Cặp ốc chân kiến này thôi thôi đủ tiền rồi, cặp ốc chân kiến này giờ nó đâu có mắc gì mấy đâu, có 1 triệu bạc à. Đó, cặp ốc không á nha, ốc chân kiến không á là cả củ khoai á nha anh em, chứ không rẻ đâu nha. Cặp ốc chân kiến này là cả củ khoai á. Đó, cặp kiến này thì giá là đợt này thì mình lấy vô nó giá nó cũng tốt thì mình tính giá tốt cho anh em nha. Chiếc kính này thị trường giờ đang là 3,5 triệu nha, cặp này mình tính anh em 3,2 triệu ha. Nói chung thì mình lô này mình ôm nhiều cho nên là mình có giá tốt xíu, 3,2 triệu. Ok rồi, anh em nào mua được lô này thì xin chúc mừng, về được 2 cặp quay 110 99 tồn kho kiến. Nói chung là kiến tồn anh em cầm trên tay là nó khác kiến với kiến niêu một trời một vực á, cầm trên tay là nó khác với hàng kiến niêu Thái mới một trời một vực, nặng chịu chịu à. Rồi xúc bắp này lát nó quay tới bộ nồi tồn mới đi hú mình, anh em mình hú anh em. Rồi tiếp theo nữa là đây hàng hiếm, ốc củ đề quay 110 tồn full túi nè, một bộ 3 con. Cái này chắc anh em kiếm tồn full túi chắc mù luôn á, hàng tồn của Nhật hồi xưa. Nè cái mã gì của nó đây nè. Đó, full túi luôn, ốc củ đề 110 tồn full túi. Cái màu thôi nhìn đủ tiền rồi. Một bọc như vậy á là nó hình như nó coi. Nó đóng tùy theo bọc 3 4 5 6 7 8 9 con. Bọc 9 con là ba anh em vô được cho 3 củ đề. Thì mình bán ở đây là mình bán một bộ là mình 3 con mình chiết ra mình bán cho anh em. Mắc nha, không rẻ nha. Ba con này là giá là nói chung là giá là căng, tại vì anh em chơi hàng tồn thì anh em phải chịu. Còn không thì anh em cứ đi gam anh em xài bình thường cũng đẹp bình thường thôi, có gì đâu.
đó. Nhưng mà anh em chơi đồ này thì mình phải chấp nhận, còn không anh em không chơi thì cứ đi kiếm đồ gam si bình thường, ốc bắt củ đề mình đó. Đó, ba con này là giá là 300.000, ba con này là giá là 300.000 nha anh em, 300.000 ba con, một con 100.000, ba con 300. Ba con 300. À đây, cái món này cũng cực kỳ hiếm nữa nè. Con ốc này là con ốc bắt học bình quay thái 110 đời 99. Anh em biết nó học bình quay 110 thái đời 99 nó khác với 2.000 ở chỗ nào không? Phun túi cánh chim luôn. Phun túi cánh chim luôn. Đây. Nó khác với 2.000 chỗ nào anh em biết không? Nếu mình xài đúng á là con ốc học bình quay 110 99 á là nó không có số 10. Đây, nó không có số 10. Một xe nó 3 con. Con ốc này cũng mặn á, mà mình quên giá rồi. Nói chung mình mua để sưu tầm, mà anh em cần thì mình chia, mình quên giá, anh em cần thì hú mình quên giá rồi. Tại nó nhiều quá mình kiểm soát không nổi. Nè, con ốc mà đúng cái con ốc tồn mà cái con tán 23 chỗ cù dĩa đó, của quay 110 99 đó, mà đúng tồn cạnh bán đó, tại sao anh em hỏi cái túi ở trong thì nó mới chát đây nè, nhìn cho kỹ vô, chưa xé nè nghe, túi chưa xé nè nha. Cái tem của người ta anh em coi là muốn cái tem muốn hư luôn, thấy không? Tem Nhật nè, mắt in da băng nè, thấy chưa? Đó, đó, con tán 23 cạnh bán nè. Hỏi thì sao nó mát, hỏi thì sao, ủa mày bán gì mà cao quá. Đây nè, 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 con tán 23 cạnh bán nè, nè, cho coi một con. Nè, cái màu nhìn nè, đó, con tán 23 cạnh bán ống chỉ, quay 110 99 tồn. Một con á, hồi lúc trước á, là em bán 500.000 một con. Nhưng mà sau này á, do em nhập cái lô này số lượng nhiều, nó có giá tốt hơn thì em bán 400. Đó. Là đồ ghim thái một đống nữa nè, chưa khui chưa quay nữa nè. Bây giờ tiếp theo nè. À, lò xo chống nghiêng với lại ốc chống nghiêng đợt này về cũng khá là nhiều, về được tới 100 bộ lận. 100 bộ lận đây nè. Lò xo chống nghiêng. Lò xo chống nghiêng tồn và con tán tồn, không có con ốc nha. Con ốc anh em về tận dụng ốc theo xe xài lại. À, tận dụng ốc theo xe xài lại. Thì một cái lò xo chống nghiêng và một con tán nó như vậy, anh em dọn xe bao căng luôn. 350.000. Anh em gam si cỡ nào gam không bao giờ bằng cái màu tồn được. Cái màu nó khó chịu lắm, nó bảy màu mà nó lì, nhìn nó ác lắm. Anh em gam si lên thì nó mới chát, coi không được. Nó ác gì đó chứ. Con ốc với cái lò xo là 350.000. Còn đây ha, chén cổ trên. Chén cổ trên này thì em chỉ có một con dưới thôi, còn con trên không có. Mua được sao thì bán vậy. Một cái chén cổ trên này nè. Đó, tồn full túi, chưa xé, chưa xài ha, vàng khè. 350.000 một cái ha, mực còn luôn nè, thấy không? Vàng khè cực đẹp luôn. Về được đâu cũng mấy chục cái á. Rồi bây giờ em xin phép tiếp theo khách gọi miết. À, lò xo chống nghiêng với tán là 350 nha anh em. Còn cái con ốc là đợt này ốc chẳng ba của thằng quay thái 2.4, đợt này về được đâu có mười mấy bộ, à hình như 17-18 bộ gì đó. Ốc bắt chẳng ba nè, quay thái 2.4 nè. Số 10 nè anh em, quay thái 2.4. Nói quay thái 2.4 vậy thôi chứ anh em gắn được cho quay 110 luôn nha. Nhưng mà anh em xài số 10 này đúng luôn là anh em xài cho rim thái là ngay bóc luôn. Cái màu đẹp lắm, vàng khè. Thì nói chung là ba cái quỷ này dọn xe anh em biết rồi. Đó. Mấy cái này nè, nó siết một cái lực rất là lớn luôn. Cái con tán chẳng ba này anh em siết một cái lực rất là lớn. Khi mà anh em bắn ra em nói anh em bắn kỹ, cái nào kỹ nó cũng có dấu hết trơn á. Thì cái này anh em dọn xe cũng rất là cần á. Một bộ 4 con 400.000. Đó.
anh em dọn xe mà kỹ tính là kiểu như là khó tính từ trong ra ngoài thì cái này mình nên thay. Còn anh em nào mà xe lấy theo xe gam si gì lại cũng được, bình thường anh em thích xài nào xài. Còn đây mình gom được hàng ngon, những mặt hàng mà mình dọn xe mình cần thay, mình tại vì ở đây mình rã xe, mình bán phụ tùng, mình biết cái nào nó thiếu, cái nào nó dễ mất và nó dễ xấu. Nè, 4 con 400 ha. Ok anh em, có khoảng 18-19 bộ thì thôi chứ không nhiều đâu. Cái này nói chung em gom chủ yếu về để dịp Tết anh em có thể xe qua đây dọn có cái mà xài thôi. Đó ba cái ốc tán á. Khách gọi miết anh em ơi, tại sớm mình đăng bộ đồ ba cái đồ rim thái đó. Đó, thì anh em có cần thì cứ báo mình. Còn đây tiếp theo nữa mình xin giới thiệu với anh em. Thì ở đây số lượng là mình gom được tới 200 con nè. Ốc này là ốc bắt con ốc này là con ốc bắt cần số giò đạp bát lòng quay thái 2.4 ha, cần số giò đạp bát lòng quay thái 2.4 ốc số 10 rất là căng luôn á anh em, cái màu nhìn khó chịu lắm nè. Cái này ha anh em mà dọn alpha nè, quay 2.4 nè ha, quay 2.3, quay 2.2, mấy thằng quay 100 thái đó, quay 110 vô vẫn được bình thường nha anh em. Thì nói chung con ốc này giá nó rất là rẻ chứ nó không có mắc đâu anh em ơi, con ốc này giá nó rẻ dữ lắm đó. Mà mình mua được thì bây giờ anh em nghĩ coi, cần số giò đạp đó bát lòng thì tổng cộng một xe nó có 4 con à. Thì bây giờ mình bán một bộ, mình bán một bộ là mình bán 4 con chứ mình không có bán lẻ nha anh em, tại ốc này số lượng của nó cũng có 200 con thôi đó, chứ không có nhiều đó. Thì một bộ 4 con này á, mình bán cho anh em giá là 180.000 một bộ. 4 con là 180.000. Anh em chơi thì alo mình. 4 con 180.000 nha. Ốc bắt cần số, giò đạp, bát lòng, quay thái 2.4. Đó. Cực kỳ đã nha, cái màu đẹp lắm nha anh em. Rồi. Nè 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 nè, cái ông này ông mới hiếm nè. Ông này mới hiếm nè. Đợt này em ôm cái lô này má em mừng nhất là cái được ôm được cái lô ốc rồi nè. Anh em biết ốc này ốc gì không? Cái màu anh em nhìn nè, thối tiền không? Cực kỳ đẹp nha anh em. Ốc này là đúng mã ốc 110 luôn nha anh em. Ốc nhà máy bên Thái Lan á, tại ông anh muốn đi một kho bản. Ốc nhà máy mà nó sản xuất cho Honda hồi xưa anh em mà nó còn sót lại. Đó, chưa qua đóng gói bao bì của Honda nè nè, cái màu nè. Thối tiền không? Cái con ốc này mới nó mới hiếm nè. Cái con ốc này đa số anh em không có để ý. Nhưng mà mình nói anh em khi cần kiếm không ra nha, con ốc này nè. Con ốc nó bắt bửng trong quay 110 mình nè anh em. Con ốc con vít á, con vít 3K này nó bắt bửng trong quay 110 mình nè, đúng kích thước luôn nha, em bao anh em luôn nha. Em nó đo rồi nè. Nó bắt bửng trong quay 110 mình đó anh em. Đó. Bửng trong quay 110 mình một xe nó có hai bên là tổng cộng 6 con á, thằng bên 3 con á. Là em bán anh em một bộ là 6 con là 180.000. Một bộ 6 con là 180.000 anh em. Đó. 6 con là 180.000, anh em xài cứ alo mình. Cái con này thấy như vậy nha, anh em dọn xe anh em cần lắm nha, anh em thấy như vậy đó. Đa số anh em bỏ áo đi sơ, anh em gỡ mảnh cái gỡ xong anh em giục luôn à. Quên mất tiêu. Con này tới chừng mà anh em cần anh em bắt ốc tầm bậy tầm bạ, đâu có đúng kích thước đâu, nó hư đồ mình hết trơn à. Ốc tồn luôn nha anh em. Đó, 6 con 180.000. Giá nó cũng dễ xài thôi, 100 mấy à, không có nhiều tiền. Đó. Rồi, tiếp theo nữa nè. Đây nè, đây về ốc gì? Đây nữa nè. Cái này là cái mà cũng là nhiều anh em mà dọn từ 4 mảnh lên mà tới chừng đi kiếm ốc là vô ốc lô, ốc bậy không nè, anh em thấy không? Đây. Ốc này là ốc bắc, là một xe nó có 5 con, học bình, học đồ nghề và lường nước. Học bình 3 con, học đồ nghề 1 con và cái lường gầm á, cái lường gầm ở dưới mình á bắt vô cái học bình 1 con nó là 5 con. Giá cũng yêu thương luôn. Giá rất là dễ chơi luôn. Đó, học bình, học đồ nghề, lường nước. Quay 110 thái, quay thái 2.4, xài chung được hết. Ốc là vàng ngính nha. Cực kỳ đã luôn. 5 con này chỉ có 200.000 thôi. Đó, 5 con này chỉ có 200.000 thôi anh em à. Đó, 5 con này có 200.000 thôi. Tiếp theo. Ốc này là ốc bắc
bát mặt nạ và cái cản sao quay 110 thái đời 2000. Tại sao em nói 2000? Tại cái cản sao quay 110 99 thì nó xài ốc giống như ốc gác chân ha. Đây một bộ nó 4 con vàng ươm, ốc bắt bát mặt nạ quay thái 110 và cản sao quay thái 110 đời 2000 201 xài chung. Còn đời 99 là hai được hai con mặt nạ và hai con sao thì nó xài hai con giống như gác chân nha. Màu bao đỉnh cho anh em nha, vàng cháy nha, 7 màu. 4 con này 200. Đó. Bao đẹp, hứa anh em luôn, bao tê. Đó. Còn đây là 3 miếng lông đền gác chân sao. 3 miếng lông đền gác chân nhôm mình đó, tại gác chân nhôm mình một xe nó có tổng cộng là 5 con ốc gác chân. 6 cái thùng, 6 gạt gô và 3 miếng lông đền. Thì ở đây em có 3 miếng lông đền toàn luôn nè. 3 miếng lông đền này giá cũng không có rẻ ha anh em. 3 miếng lông đền này là giá là một miếng như vậy á, là 60.000. 3 miếng là 180 nhưng mà mình tính cho anh em 3 miếng 160 thôi. Đó, tại mình mua số lượng nhiều thì nó có giá tốt, toàn luôn nha anh em. Màu bao đỉnh. Cái lông đền này là mình đang xài trên con xe này luôn nè. Đó, màu bao đỉnh, bao đúng kích thước nha, bán đồ là bao đúng kích thước. Màu không đỉnh không ăn tiền. Ba con này 160.000. Đó. Tán bánh quay 110 thì bữa nay tán bánh tồn thì bữa nay đợt này em về được cái lô này nó khoảng 20 cặp tán bánh. Lô này về màu đỉnh lắm, khét lắm. Tán bánh quay 110 tồn nè, một cặp là 450.000. Tán bánh quay 110 tồn kho 450.000 một cặp. Đó. Từ đây tới Tết là anh em mình bắt đầu chuẩn bị dọn xe lai rai rồi nha. Cho nên là mình phải thủ ốc trong nhà để có mà vô cho anh em. Chứ bây giờ anh em nghĩ đi ốc vàng chân mà để ốc thái mới vô nó coi không có được. Thì nói chung em không phải chê ốc thái mới nó xấu nha anh em. Nhưng mà cái nào mình cũng phải vàng chân có cái. Ở đây em vẫn xài ốc thái mới. Nhưng mà đa phần là em sẽ set up nó hơi xuống xuống như vậy cho anh em nè. Em set up cho nó lì lì vậy cho anh em thì nó nhìn nó mới hay. Mỗi người có một phong cách dọn riêng. Ở đây em dọn như vậy. Đó. Tán bánh là cặp 450 nha anh em. Cặp 450 nha. Tán bánh quay 110 tồn kho 450.000 cặp, bao đẹp nha. Thì tôi nói thẳng với anh em luôn, tán bánh quay 110 đúng theo xe, con nào cũng đầu chớt hết. Đó. Ít hay nhiều nha anh em. Lụm. Tiếp theo là ốc xả nhớt và ốc tăng cam. Những anh em dọn kỹ tính là không thể nào bỏ qua hai con này, không có thể nào bỏ qua hai chi tiết này được. Ốc xả nhớt và ốc tăng cam toàn. Em có lông đền xả nhớt và lông đền xả nhớt có luôn nha anh em. Thì hai con này kèm hai miếng lông đền toàn phun túi luôn là 500.000. Còn mua lẻ thì cứ 250.000 tính tới, mua cái nào cũng 250. Một ốc xả nhớt, một lông đền, một ốc tăng cam, một lông đền toàn kho. Bao đã luôn nha. Một bộ này và hai miếng lông đền là 500. Mua lẻ là mỗi thứ 250. Rồi, tiếp theo. Đó là full bộ ốc đầu lòng quay thái 110 tồn kho, là bao gồm 4 ốc co xăng. Đây là hai ốc co xăng dưới nè. Đây là hai ốc co xăng trên nè. Đây là hai ốc nối thân nè. Bao đẹp luôn. Đây là bộ này là bộ ốc nắp cánh bướm nè. Vàng khè nha anh em. Cánh bướm nè. Vàng khè. Ốc này ốc dài nè, ốc sỏ cam. Còn đây là bộ ốc đầu nè. Màu anh em nhìn đâu anh em chịu nổi đâu. Cực kỳ đẹp anh em ơi. Cái màu nó lì theo thời gian, nó ác lắm. Thấy không? Màu vậy anh em lên xe nó mới khác nha anh em. Đó, mình set up cho anh em ốc là bao anh em rất là chuẩn. Đó. Một bộ này là 1.500.000.
một bộ như vậy nè là 1,5 triệu đó. Ok anh em. Ngoài những chi tiết ốc ra thì hôm nay em có về thêm được một full một bộ nồi quay thái 110 đời 2000 tồn kho. Bộ nồi này thì giá trị nó cũng cao, tại bây giờ anh em biết nồi quay 110 thái hàng thái mới mà xé bịch, nếu mà đúng nồi xịn ra này bộ nồi nó bữa nay cũng 6,8 triệu, 7 triệu, 7 triệu mấy rồi. Full bộ nồi quay thái 110 đời 2000 tồn kho. Thì bộ nồi này á, em báo anh em luôn, bộ nồi này giá là 14 triệu, giá không hề rẻ. Tiền nào của nấy, anh em nên nhớ. Cái thứ nhất, trước tiên đi vô bộ nồi thì em có cặp xúc bắp quay 110 99 tồn nè. Cặp xúc bắp quay thái 110 đời 99 tồn full túi. GF6, cây này là cây xúc bắp lửa. Xúc bắp lửa là cây F6 nè. F6. Còn cây xúc bắp xăng là cây N5, là quay 110 thái để 99 và rim thái xài chung. Cái mã của nó là N5 đó, quay 110 thái và rim thái xài chung. Cặp này giá mắc ha, 1,7 triệu. Tiếp theo nữa là bộ nồi quay 110 tồn. Thì bộ nồi này đó, em đã ghép đầy đủ cho anh em mình. Anh em mình về vô nhẹ vài chi tiết nữa là mình lên xe thôi. Giá trị cao nha anh em, bộ này 14 triệu. Thì đây là đầu tiên là ba cái ba càng quay 110 đời 2000 hàng full túi, full hộp tồn. Còn cái gì nữa đâu, nó tan nát cái hộp luôn rồi. Ba cái ba càng quay 110 tồn full hộp. Mãn LK đầy 2000 tồn ráp xe luôn. Càng xanh này nha anh em, chuẩn tồn nha. Phải ba cái đồ điểu sầm sàm nha anh em. Đó, đây mã 4LK đây. Không đỉnh là không ăn tiền. 1. Nó đầu hồi xưa cầm sướng tay ghê. Đó, ba cái ba càng ha. Tiếp theo nữa là ba cái lò xo nồi tồn luôn nè, ba cái lò xo nồi nè. Ba cái lò xo càng nha, xin lỗi anh em nha, ba cái lò xo càng còn mực nhà máy luôn nè. Đó, vàng vàng còn mực nhà máy luôn. Và ba cái này là ba cái cao su giảm chấn. Ba cái cao su giảm chấn này nó nằm ở trên cái đế ba càng. Đế ba càng tồn full túi luôn nè. Đế ba càng quay 110 tồn full túi luôn. Ở đây nó có mực xanh, mực này nè, mực xanh, mực gì tùm lum nè. Nè, thấy không? Này là em để dành lâu lắm rồi. Bây giờ mới đủ để ghép bộ nè. Đó, trên cái đế này á, là đời 2000 nó có ba cái đinh. Nó có ba cái đinh để mình gài ba cái cao su giảm chấn này vô nè. Đó, ha. Ba cái lò xo càng nè, tồn nha, full mực luôn nha anh em. Đó, ba cái cao su giảm chấn và cái đế ba càng. Rồi, 1 nha. Rồi nó còn cái mặt bích trên, mặt bích dưới nữa nha, em sẽ đưa cho anh em đầy đủ nha, tại vì em chưa có soạn được kỹ mặt bích trên, mặt bích dưới nữa đó. Rồi phe gài nữa, phe gài càng lại nữa. Đó thì những cái chi tiết đó là những cái tiết không quan trọng. Còn đây là cái chuông. Chuông quay 110 tồn kho. KFMA. Chuông quay 110 tồn kho. Chuông 110 thì anh em thép nó đen lắm. Chuông 110 thì thép ở nhông hú nó đen xì à, thấy không anh em, thấy không? Và nó rất là chắc chắn, anh em thấy nó dày và nó chắc chắn không? Đó, chuông 110 tồn kho, nó không có con chó bên trong này nha anh em, vẫn còn một con nhà máy luôn nè, nó không có con chó bên trong này nha. Chó bên trong này mình lấy theo xe mình sàn qua mình xài. Chưa xài nha. Rồi, đây là nguyên cụm nồi sao, hàng tồn nguyên cụm,
quay 110 tồn kho. Bộ nồi này mà nói chính xác luôn á, chứ là không phải đắt 2000 mà là bộ nồi này tồn đắt 202 á. Quay 110 tồn đắt 202 á. KFMA nè. Đúng mã nồi quay 110 là KFMA FCC nè. Cái đế bên trong á nè. Đế bên trong nè. Đó, ốc tán nè. 4 lò xo. Đây. Dỡ cái chuồng heo lên cho anh em coi. Tồn kho KFLF FCC ha, đúng quay 110 chữ to ha, đắp 2 lá 2 ha. Đây nha anh em, hàng tồn nguyên cụm chứ không phải hàng tán ba gì lại tầm 7 tầm bạ hay anh em. Có dấu tán dấu gì chân anh em. Đó, đen mung, thấy không? Những anh em nào khó tính thì chơi cái môn này. Đó, những anh em nào khó tính thì chơi cái môn này. Rồi. Cái bộ nồi này em bán giá là 14 triệu. Đó thì cái phần mà đế ba càng nè, nó sẽ có mặt bích trên, mặt bích dưới đầy đủ nha anh em. Phe gài đầy đủ cho anh em luôn. Phe gài càng lễ á. Đầy đủ cho anh em luôn. Tiếp theo nữa, cái lồng quay 110 tồn. Đắt 201. Nước nhôm rất là đẹp anh em ơi. Lồng quay 110 tồn kho đắt 201. Lồng này em quên giá. Lồng mà không có bích tông bạc. Bích tông bạc thì mua được mấy hồi. Quá là đẹp luôn. Lồng 110 tồn kho, lồng này cực kỳ đẹp nha anh em. Không có một cái tì vết nào bên trong luôn. Bao đẹp. Tồn kho đắt 201. Rồi cái lồng này anh em cần nghe alo, em quên giá bà rồi. Giá hợp lý, lồng này giá hợp lý anh em. Cặp cùm quay 110 99 tồn. Mới về đừng cặp nữa. Cùm đề đó 99 luôn nè. Cùm đề đó 99 luôn. Cùm đề đúng đắt 99 luôn. Ốc bắt nè. Mình là chảy nước giải luôn nha nè. Chì vàng ươm nha anh em. Nè cái cùng đề này nè, nhà máy nó niêm phong luôn nè, thấy không? Chữ cộm anh em, nút bỏ chét nha, mũi tên nè. Phê lắm anh em ơi. Rồi anh em chơi thì alo mình. Cần như vậy đàn. Cầm thắng đầm anh em. Cầm thắng đầm. Rồi ok. Rồi má đầm. Cái bô này thì 10 triệu nè. Cái bô 2 lá 1 anh em chơi alo mình. Bô 1985. Đó bô này 10 đồng. Như cái kém cái cổ này như mới luôn. Đó, còn đùm thì lô này mình báo giá cho anh em. Đùm lô này về thì mình đã nói với anh em rồi. Đó, hồi trước đây thì cái lô cũ mình bán giá 1 triệu mốt, nhưng mà lô này là giá là 1 triệu 2 rồi nha anh em. Tại giá người ta lên mình thì mình lên, mình nói thẳng luôn cho nó nhanh. Anh em nào chơi được thì chơi. Lô đùm sau quay 110 tồn đắt cao. Đó, hết rồi. Lô này là lô cuối cùng rồi, 24 cái. Đó, tại sao này mình có dọn xe cho khách thì mình cũng lấy đùm này mình xài. Tại vì bây giờ đùm chưa tăng bua, nó còn đẹp như vậy, chưa đóng bật đạn ống chỉ thì mình xài cho khách mình rất là yên tâm anh em. Rồi anh em muốn ghép ở đây nè, mình có cái má đùm sao tồn luôn nè. Đó, má đùm sao tồn này chưa xài luôn nè. Đây, má đùm sao quay 110 tồn chưa xài luôn nè. Đó, như vậy là cái má sau này 2 triệu rưỡi, má sau này 2 triệu rưỡi
2,5 triệu với cái đùm này 1,2 triệu nữa, 3,7 triệu. 3,7 triệu tính anh em 3,5 triệu thôi. 3,5 triệu thôi. Nếu anh em lấy nguyên cái gì. Đó, 3,5 triệu. Ok. Cái trước có luôn, muốn ghép nguyên bộ trước sau có đủ cho anh em luôn. Muốn ghép mình cũng có nữa. Ha. Rồi, ok. Video này thì mình tới đây mình xin kết thúc đi. Tối mình lên với anh em phụ tùng Rim Thái tiếp nha. Còn phục này là phục gì anh em biết không? Phục quay nai 100 tồn kho nè. Quay nai 100 tồn kho. Mặn nha, cặp này trên 5 triệu. Tết 2,1. Màu đỏ, cực kỳ ác luôn, có ti nó vàng ôm luôn nè. Quay nai 100 tồn kho. Rồi, ok anh em ha. Chào anh em nha, anh em cần phụ tùng liên hệ mình nha. Rồi, chắc ngày mai mình sẽ về được thêm một lô nữa. Thì lô sau, video sau mình sẽ cập nhật với anh em phụ tùng Rim Thái nha. Tổng chào anh em nha. Đó, anh em có chơi thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Cái bô này là 10 triệu nha. Đó. Như một cây kiếm luôn nha, 1985 201. Cây này rất là mới nha anh em. Thôi chào anh em nha.